đã quay trở lại rồi đây. Các con của ta đâu rồi? Mau chào đón ta đi nào. Ủa, có gì đó sai sai ta? Các con của ta đâu rồi? Ủa, sao ở đây lại trống trơn như thế này? Ta phải đi tìm mới được, bọn này lại trốn đi đâu chơi rồi. Không thể chấp nhận được. Chuyện gì xảy ra này? Quả trứng của ta đâu? Không thể chấp nhận được. Thật là chuyện... Ta phải đi tìm. Không được, ta phải đi tìm. Ta phải đi tìm lại. Trời ơi, công sức của ta bao luôn. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật Ký Luyện Rồng. Ta-da! Ok, thì mình là Phong Cận TV đây. Và bên cạnh mình chính là Oxin cao cấp Sammy Nước. Đó, thì hôm nay bọn Sammy mình Sammy Nước. Trời ơi, tập nào tập nãy cũng là Sammy Nước là sao giờ trời. Ôi, tôi thích nói vậy rồi sao. Ok, thì như anh em đã biết á, trong tập trước mình và Sammy đã vào một cái kim tự tháp và bọn mình đã đánh bọn quái vật và kiếm được một quả trứng rồng. Đây anh em nhìn nè, đây là quả trứng rồng nè, to đó. Thì bọn mình sẽ đem quả trứng rồng này ra để ấp và chúng ta sẽ có được một con rồng sa mạc nha anh em. Trời ơi, quá đã luôn. Ok, từ từ, bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ ấp quả trứng rồng này ở đâu đó đi. Quả trứng rồng sa mạc hả? À, sa mạc thì chúng ta sẽ ấp bằng cát đúng không? Đó, rồng sa mạc thì tất nhiên phải ấp bằng cát rồi. Chúng ta sẽ đem ra đằng sau đây nè, chúng ta ấp ở đằng sau này đi. Vô đây Sam, vô đây. Nè, mình sẽ đào cái này ra. Làm thành một cái ô 3x3 đó anh em. Đó, sau đó chúng ta sẽ đặt cát vào bên trong như thế này. Đó, đặt vào. Đó, xịn xò. Bây giờ là quả trứng rồng nè anh em. Đây chính là quả trứng rồng nè anh em. Đó, bây giờ chúng ta đẩy vào. Đá cái gì mà đá, có trứng rồng mình chỉ đẩy nhẹ nhẹ cho nó rơi vô cái hố thôi. Đẩy vô. Kìa, sao nó không rơi vô hố? Từ từ, nhẹ nhàng. Từ từ. Nó không rơi vô hố nè. Ok. Trời ơi, có nó nằm kìa. Mất thẩm mỹ thật. Trời, đạp nó xuống. Trời anh em ơi, cái quả trứng rồng này nó không chịu vô hố anh em ơi. Đạp nó xuống. Đạp nó rụng mới ra. Từ từ, đạp nó gãy một phát là chết đi. Từ từ đó. Tôi giờ làm sao cho nó vào đây ta? Trời ơi, cái quả trứng rồng này khó chịu. Phải từ tôi đào cái hố rộng rộng xíu cho nó xuống cái nè. Ok, tính ra. Tham xanh nè. Ok. Đó. Rồi ok. Giờ chúng ta lắp lại. Đó. Để quả trứng rồng trong đây nha. Sau đó mình sẽ lấy cát chúng ta lắp lên phía trên như thế này. Ok. Rồi lắp kính lại luôn đi. Ui, nó nổi lên luôn nè. Ừ, cái hình như cái quả trứng này nó không chìm xuống dưới cát được. Mình bỏ cát vô là nó nổi lên nè. Ok. Nhưng mà bây giờ mình không lắp kính lại, lỡ mà có con rắn hay con gì nó lại đây nó ăn sao? Nó đập quả trứng nó ăn sao? À đúng rồi. Mình sẽ làm một ít hàng rào để mình chặn lại. Đúng rồi, từ để mình đi mình kiếm một ít hàng rào đó. À, mình nghĩ là 9 cái chắc chưa đủ đâu, mình sẽ làm cái hàng rào để mình chặn lại. 9 cái đủ không ta? Mà cứ làm thêm đi, biết đâu mai này mình cần. Ok. À, mình sẽ xem coi. Chúng ta sẽ làm một cái cửa nữa nè. Rồi một ít hàng rào. Ok rồi, bây giờ chúng ta chính là ok, bây giờ chúng ta sẽ lại đây. Chúng ta làm một cái hàng là chúng ta chặn cái quả trứng lại đó, không cho bất cứ con rắn hay con gì lại đây hết. Ok, 9 cái tôi nghĩ chắc là đủ rồi, nhưng mà thôi mình cứ làm thêm thôi, mà chúng ta cần thì chúng ta sử dụng tiếp. Đó, bỏ cái cửa vô nè, đó, như thế này, đó, chặn lại. Chúng ta muốn vô thăm, chúng ta mở cửa và bước vô coi quả trứng. Còn nếu mà chúng ta không thăm nữa thì chúng ta đóng lại đó. Và chặn trời như thế này á ơi, thì sẽ không có con rắn hay con gì nhào vô ăn được. Tôi đập cái chỗ cao ra, lỡ con rắn nhảy vô sao. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi ở đây nha anh em. Và chúng ta sẽ đợi coi liệu rằng là chúng ta có thể đỡ ra được một con rồng sa mạc không nha anh em. Ok. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục với hành trình sinh tồn. Bọn mình sẽ trồng lúa rồi trồng bí ngô dưa hấu cái kiểu thôi. Ok, đi vô Sam. Bà vô bà thu hoạch lúa đi, kè lúa đồ chín hết kìa, nhanh đi. Sao không thu hoạch đi nữa tôi mãi vậy? Ủa, bà là Oxin cao cấp, bà thu hoạch đi, vô đi, nhanh lên. Ai, khổ ghê luôn á. À, thì ra đây là nơi ở của kẻ đã lấy cắp quả trứng của ta ư? Hai, coi bộ là ruộng lúa rồi của mình cũng trồng được. Ai bên kia nhìn lạ quá ta. Bộ ở gần đây có cái bệnh viện tâm thần nào hay sao mà có ai mặc đồ nhìn kỳ quá vậy? Thôi mình bậy quá, bậy quá. Hả? Dạ. Gì vậy? Không, tôi không biết nữa, có ai đến nhà mình kìa nhìn lạ quá. Để tôi lại tôi chào hỏi người ta. Bà đứng đây bà lo, bà vô bà thu hoạch lúa đi kìa. Phải chào đi. À, dạ em chào chị. Ủa chị ơi, chị là người từ nước nào đến đây vậy? Sao mặc đồ lão vậy chị? Ngươi là kẻ trộm quả trứng của ta phải không? À, quả trứng quả cái quả trứng rồng ở trong kim tự tháp đúng không chị? Quả trứng
Ngươi dám đứng nói chuyện với ta còn không mau quỳ xuống? Ngươi biết ta là ai chưa? Ủa chị là ai mà sao chị nói chuyện nghe ghê quá vậy? Mắc mớ vậy, em phải quỳ xuống. Chị với em nè cũng đâu có hơn nhau nhiêu tuổi đâu mà sao chị nói chuyện như là kiểu như là chị như là đức vua hay là cái gì đó ghê gớm lắm vậy? Chị em, ta là nữ hoàng Ai Cập, nhân danh đứng tối cao của vùng Ai Cập. Ngươi là thổ dân, dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu như thế? Ủa thổ dân? Ủa là sao? Ơ Sam! Sam! Gì? Bà đừng cấy lúa nó coi ồn ào quá. Tôi nói chuyện với chị mà bà đứng á bà cứ gặt lúa ồn ào phải rồi. Nhưng mà bọn em có làm gì sai với chị không mà sao chị làm gì mà giận dữ quá vậy? Chị la bọn em đồ. Sai à? Ngươi đang tìm cái sai của ngươi à? Ngươi ăn trộm quả trứng của ta, giải công chăm sóc bao lâu nay, và cả đội quân của ta nữa, ngươi đã giết chết bao nhiêu người hả? Ủa em đâu có giết người gì đâu chị. Mấy con quái vật ở trong kim tự tháp là quái vật mà, đâu phải là người dân gì đâu. Ủa em đâu có biết gì đâu chị. Quái vật à? Đấy là các con của ta chăm sóc bao lâu nay. Ngươi thật là đúng là khốn nạn. Ta phải giết ngươi. Khó chịu, thật là khó chịu mà. Chị ơi, bình tĩnh chị ơi. Bọn em đâu có làm gì đâu. Nếu mà chị muốn đòi lại cái quả trứng thì em trả lại cho chị. Tại bọn em tưởng cái đó là kim tự tháp của quái vật, chứ bọn em đâu có biết là nhà của chị đâu. Nhà? Đội quân của ta đâu? Mau đến đây chừng trị kẻ trộm cắp rồi hỗn xược này nha cho ta nhá. Cái gì vậy chị? Cái gì mà ôi trời ơi đây là mấy con quái vật trong kim tự tháp lần trước nè. Hết hẳn cho ta. Chị ơi em đâu có làm gì đâu chị. Em trả lại quả trứng cho chị mà chị làm gì mà chị ghê vậy? Ơi trời quái vật trời ơi bọn nó đâu quá vậy trời, đánh đâu quá. Ôi mấy cái con mà trẻ trâu này. Mày đánh tao hả nhảy đây giết hết tụi bay luôn. Đánh nè. Vậy là chị muốn kiếm chuyện với bọn em đúng không? Được rồi em sẽ không nương tay đâu. Mấy con quái vật này ta giết hết quái vật nè. Chị thấy chưa? Mấy con quái vật này thì làm gì được tôi hả? Không hổ là kẻ đã đánh cắp trứng rồng của ta và giết cả đội quân tộc của ta nữa. Nhưng mà không sao, ta sẽ bắt cóc người thân của ngươi để cho ngươi biết cảm giác như thế là mất đi thân nhân. Hoài hô biết. Sao ơi, cứu tôi. Tạm biệt ngươi. Sammy cái bà nữ hoàng Ai Cập bà đâu rồi? Trời ơi hai người đó biến mất luôn rồi. Trời ơi cái cánh cổng đó là gì vậy ta? Chết tôi rồi, bây giờ bọn họ biến mất rồi. Trời ơi Sammy ơi, bà đang ở đâu vậy? Trời ơi chết rồi. Trời ơi khổ tôi quá, mà bây giờ chẳng lẽ giờ sinh tồn của một mình sao được? Mà bây giờ bà cũng bị bắt đi đâu rồi, không biết là cái bà nữ hoàng Ai Cập này bả là người tốt hay người xấu nữa. Mà bây giờ bà bắt Sammy đi rồi, lỡ bà làm hại gì Sammy sao trời? Không được rồi, phải tìm cách cứu Sammy thôi. Trời ơi. Ok và các bạn ơi, mình mới vừa tạo ra một kênh YouTube có tên là Phong Cận Official. Thì đây sẽ là một kênh YouTube mà mình dùng để đăng những video vlog, những video thử thách. Và đây sẽ là kênh chính thức mà mình làm vlog nha anh em. Và kênh vlog cũ mình sẽ làm lại thành một cái kênh livestream, và mình sẽ livestream ở trên kênh đó. Còn kênh này mới chính là kênh vlog mà mình sắp tới mình sẽ làm nhé. Ok và các bạn đừng quên là đăng ký ủng hộ cho kênh Phong Cận Official này để có thể nhận được những video vlog mới nhất của mình nhé. Nhớ bấm vào nút đăng ký nè, sau đó nhấn vào cái chuông nữa nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nhé. Yêu anh em vãi nồi.